theo cái gì ha. Thế còn nếu là phản xạ lúc đó mình cứ vậy à, đúng không, nó làm rồi thì lúc nó giãn ra, nó càng giãn ra nó càng lực lớn, mình đi vô ra lực nó bớt ra, tại vì nó đi lùi mà, nó đi lùi thì nó sẽ có chuyện đó, mà nó đi tới thì nó thấy được hết, mà mình lùi thì mình mất cuộc thế ha. Đúng rồi, cho tay quăng đây, đúng rồi đó, đúng rồi. Okay.